nghĩa. Một cái ma trận vuông A lớn được gọi là ma trận khả nghịch. Khi tồn tại một cái ma trận vuông B lớn, sao cho A nhân B bằng B nhân A bằng Y, Y là ma trận đơn vị. Tại sao ở đây người ta có là A nhân B bằng Y rồi B nhân A cũng bằng Y, bỏ bớt một cái được không? Thì tại vì hiện giờ thì mình chưa biết gì về cái ma trận A lớn, ma trận khả nghịch này tính chất nó như thế nào. Ta chỉ biết rằng là trong những cái tiết học trước thì phép nhân hai ma trận nó không có tính giao hoán, tức là A nhân B nó có thể khác B nhân A. Cho nên họ yêu cầu hai điều, A nhân B bằng Y, B nhân A cũng phải bằng Y. Và khi mà ma trận A nó thỏa được cái điều này nè, thì mình nói nó là một cái ma trận vuông khả nghịch. Và lúc đó đó, cái ma trận B lớn này nè, người ta gọi nó là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Và họ ký hiệu là B bằng A trừ 1. Họ ký hiệu B bằng A trừ 1 này, nó cái từ nghịch đảo này nó cũng gần giống như bên con số đây. Nó tương tự bên số, ví dụ như mình nói rằng là 5 nhân với 1 phần 5 bằng 1. Thì cái số 1 phần 5 gọi là số nghịch đảo của số 5, và ký hiệu 1 phần 5 bằng 5 mũ trừ 1 vậy đó. Thì trong cái tập hợp ma trận sau thì mình sẽ học là cái Y này nè, nó gần giống như là cái số 1 trong tập hợp số vậy đó, ma trận đơn vị mà. Và khi B gọi là ma trận khả nghịch của ma trận A, thì từ cái định nghĩa này mình cũng có thể nói rằng là A là ma trận nghịch đảo của ma trận B, và ký hiệu là A bằng B mũ trừ 1, tương tự như ở trên. Thế ta vừa tìm hiểu thế nào là một ma trận khả nghịch. Và nó khả nghịch thì cái ma trận nghịch đảo của nó, ma trận B này là được ký hiệu là A trừ 1, A mũ trừ 1. Nhưng mà khi nào thì ma trận A nó khả nghịch. Và nếu nó khả nghịch thì cái ma trận B, ma trận nghịch đảo của nó được tính như thế nào thông qua cái ma trận A này. Tìm A mũ trừ 1 nếu ma trận A thỏa điều sau đây. Cái ví dụ này là làm cho mình hiểu rõ thế nào là cái ma trận nghịch đảo của ma trận A. Tìm A trừ 1, tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A. Thế tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A theo định nghĩa có phải là thế này không? Mình đi tìm một cái ma trận B mà sao cho B nhân A nó bằng A nhân B bằng Y. Đúng chưa? Thế em thấy nè, trước tiên mình thấy là để tìm cái B này nè, thì cái B này phải thỏa mãn B nhân A bằng A nhân B, và hai đứa này bằng Y, có nghĩa đây có hai dấu bằng, và bên tay phải là Y, ma trận đơn vị. Cho nên từ cái đẳng thức người ta cho đó, tôi biến đổi như thế này nè. A bình phương cộng 3A ta chuyển vế bằng 2Y. Mục đích là để làm gì? Để xuất hiện cái Y bên tay phải nè. Tiếp theo nè, ở đây nó có hai dấu bằng, vậy ở chỗ đây nè, ta phải tìm cách xuất hiện thêm một dấu bằng nữa. Ta viết lại A bình phương cộng 3A chính là A bình phương cộng 3A một lần nữa. Rồi trong cái đẳng thức mình cần đi đến đây nè, em thấy là mỗi vế của nó nè, vế thứ nhất là B nhân A, nó là tích của hai thừa số. Đấy, A nhân B cũng là tích của hai thừa số. Vậy thì ở vế 1 này và vế 2 này nè, ta tìm cách nó làm sao biến nó thành tích của hai thừa số. Em thấy đặt nhân tử chung có được không? Đây có chữ A, đây có chữ A. Ở đây cũng có A và A nè. Đó. Thì muốn đặt nhân tử chung thì ta làm rõ hơn. Ta viết như sau. A bình phương là A nhân A. Rồi. Số 3 để nguyên. A thì bằng Y nhân A. Ta học rồi. Ở cái phần tính chất của phép nhân hai ma trận đó, thì ma trận Y như ma trận A, ma trận đơn vị như ma trận nào thì ra chính ma trận đó. Như vậy A có quyền biến đổi là Y nhân A. Rồi cái A này nè, thì ta đã đổi lại A nhân Y ngược lại. Vì sao lại không đổi là Y nhân A như đây mà phải đổi A nhân Y? Là tại vì ở trên này em thấy nè, nó ngược thấy không? BA này là AB. Như vậy cái chỗ này là mình cố tình mình viết ngược lại để mình xuất hiện ra hai cái vế, nó gần giống như hai cái vế 1, vế 2 trong cái đẳng thức cần tìm đây. Ở vế thứ nhất
thì A, mắt định A nó nằm về phía bên tay phải của hai cái số hạng này, cho nên mình đặt nhân tử chung thì mình đặt A nằm về phía bên tay phải. Còn cái vế thứ hai đó thì cái A nhân tử chung này nè nó nằm về phía bên tay trái của hai cái số hạng này, ta để A bên trái. Ta tráo ngược lại được không? Thì câu trả lời là không được, là bởi vì ta học phép nhân hai ma trận không có tính giao hóa, không có tính giao hóa. Em bên đây A nè, A bên phải nè, thì A nằm bên phải. Em nhân vào thì em mới có được là gì? Là A nhân A cộng 3 y nhân A, nó tác động về phía bên tay phải. Còn bên đây nè, à, cái A này nằm bên trái, nó tác động về bên trái. Đó, A phải nằm bên đây. Em đổi ngược lại là không được, vì không có tính giao hóa. À, như vậy thì đến đây là khá tốt rồi. Tức là mình biến vế 1 với vế 2 này nè thành tích của hai ma trận gần gần giống đây rồi. Em thấy chưa? Nhưng mà muốn giống hơn nữa cái này nè, mục đích cuối cùng là về cái này nè, thì bên tay phải này là gì thêm hả? Là ma trận y thôi đúng chưa? Ở đây của mình là gì? Là 2y. Vậy mình làm sao? Thì chia 2 xuống. À, đây, ta chia 2 xuống. Chia 2 xuống thì đây này là 1 phần 2 nè, a cộng 3y nhân a. Ở đây là a để nguyên nè, 1 phần 2 a cộng 3y. Và bên đây nó là y, nó chỉ còn là y thôi. Bây giờ mình nhìn kỹ vào cái đẳng thức này, em thấy nè, cái phần tôi làm màu xanh này nè. À, nếu như mình đặt B là cái ma trận 1 phần 2 của A cộng 3y, cái phần màu xanh này là B nè, thì có phải là ta được vậy không? B nhân A bằng A nhân B bằng y. Đây, B nhân A bằng A nhân B bằng y. Mà nếu như mình có B nhân A bằng A nhân B bằng y thì ta nói B là gì? Là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Tức là B bằng A mũ trừ 1. À, như vậy ta có A mũ trừ 1 chính là ma trận B bằng một nửa A cộng 3y. Ta làm xong. Cái ví dụ này làm cho mình hiểu cái định nghĩa của ma trận nghịch đảo. À, muốn ma trận B là ma trận nghịch đảo của ma trận A thì ta phải có này, B nhân A bằng A nhân B bằng ma trận đơn vị cung cấp với AB. Vừa rồi ta nói rằng là ma trận A nó khả nghịch khi mà tồn tại ma trận B thỏa B nhân A bằng A nhân B bằng Y. Nhưng bây giờ điều kiện để khả nghịch là gì? Nếu mà phải đi tìm như vậy đó, tìm cho ra được cái ma trận B thỏa điều đó thì là khả nghịch. Còn tìm không có thì không khả nghịch, thì việc tìm như vậy nó phức tạp. Thì người ta chứng minh được như thế này cho mình. Một cái ma trận A được gọi là nó sẽ khả nghịch khi mà cái định thức của nó khác không. Định lý nói rằng là A khả nghịch khi mà định thức của A khác không. Và nếu như nó khả nghịch thì mình sẽ đi tìm ma trận nghịch đảo của nó. Thế bây giờ hãy có một cái ví dụ để minh họa cái điều kiện khả nghịch này. Tôi cho ví dụ như sau. Tìm x để A khả nghịch với A là cái ma trận vuông cấp 4 như vậy. Thế thì đơn giản theo định lý ở trên, muốn A khả nghịch thì định thức của A khác không. Vậy thì ta phải đi tính định thức của ma trận A. Định thức của A đây. À, cái bài của tuần trước là ta tìm hiểu các cái phương pháp tính định thức của một cái ma trận vuông rồi. Thế bây giờ ta hãy vận dụng linh hoạt các cái phương pháp mình học trong tuần trước để tính cái định thức này. Đây là một định thức cấp 4. Có thể tính nó bằng khai triển theo một dòng, theo một cột. À, khai triển bằng Laplace, hoặc là biến đổi đưa về tam giác. Thế ở đây ta tính cách nào là nhanh nè? Thế tôi nhận xét rằng là cái nhóm này nè nó có chứa những số 0 này. Đó. Thế cái định thức này nếu mà ngăn nó ra thành 4 phần. Em có nhớ lúc mình học Laplace không? Nếu mà ngăn làm 4 phần như thế này nè, mà hai cái phần này nó là ma trận vuông là có định thức, thì ta có kết quả là định thức của A nó bằng định thức D1 nhân với cái định thức phần bù của nó. Đây, định thức D1 đây, phần bù của nó. Rất nhanh thôi. Và mỗi định thức này là định thức cấp 2 thì việc tính rất dễ dàng, nhân chéo trừ ngược lên.
Như vậy thì cái này là 2 nhân 4 là 8 nè, trừ đi cho trừ 1 là cộng 9. Em nhân với chỗ này là nhân xuống là trừ 8, trừ ngược lên trừ 4x, kết quả đây. Như vậy ta vừa tính xong định thức của mRNA. Và vừa rồi định lý nói là muốn A khả nghịch thì định thức này nó phải khác không? À, như vậy ta có A khả nghịch tương đương với định thức A khác không, tức là cái nhóm này khác không. Vậy thì muốn khác không thì x khác trừ 2. Tính toán rất đơn giản. Rồi bây giờ nếu như ma trận A của mình nó khả nghịch mà họ yêu cầu tìm ma trận nghịch đảo của nó, tức là ma trận B là A mũ trừ 1 đó, thì ta tìm như thế nào? Thì người ta nói là có hai phương pháp để tìm ma trận nghịch đảo. Cái thứ nhất là dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng để tìm ma trận nghịch đảo. Thế ở đây cần phải nhắc lại là cần phải nói rõ là phép biến đổi sơ cấp trên dòng là những phép biến đổi nào. Thì các phép biến đổi sơ cấp sau đây được gọi là phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Đổi chỗ hai dòng cho nhau. Thứ hai, nhân một dòng với một số khác không. Thứ ba, cộng vào một dòng k lần một dòng khác. Riêng phép đổi thứ ba này là cần phải nhắc lại một tí cho tất cả em á, là mình thay đổi một dòng bằng cách là lấy nó cộng với k lần dòng khác nha. Tức là người ta làm như sau: người ta ghép cái A đó với lại ma trận đơn vị Y, rồi bằng phép biến đổi sơ cấp trên dòng người ta biến đổi cái A này nè thành Y, thì lúc đó cái Y này cũng biến đổi theo và nó thành ra một cái ma trận nào đó, và người ta chứng minh được rằng là cái ma trận phía sau này chính là A mũ trừ 1. Nói rõ hơn một tí là thế này: khi em ghép ma trận A là cái ma trận mình cần tìm ma trận nghịch đảo đó chung với ma trận Y, cái gạch chính giữa này là để ngăn cho mình biết là lúc đầu là ma trận gì, cái sau là ma trận Y. Chứ lúc tính toán á, thì mình coi đây như là một ma trận lớn này, nó nhập của cả hai cái ma trận này lại với nhau này. Đó. Vậy thì khi em dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng, em biến đổi A về Y, thì quá trình biến đổi đó làm cái Y phía sau cũng biến đổi theo và biến đổi theo về một ma trận nào đó, ma trận đó người ta chứng minh được là nó là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Ta hãy xét một ví dụ cụ thể đi. Ví dụ thế này: tìm A mũ trừ 1 với A là định thức cấp 3 này đây. Bây giờ ta sẽ tìm A trừ 1 bằng phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Như vậy thì tôi sẽ ghép ma trận A chung với ma trận Y. Ma trận Y đây là ma trận đơn vị cùng cấp với A. Đây là A này. Đây là Y này. À, các em nhớ không? Đây là ma trận đơn vị đây. Các cái phần tử nằm trên đường chéo chính là 1. Các phần tử nằm bên ngoài là không. Bây giờ bằng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng, có nghĩa là phép đổi nào nè, đổi chỗ hai dòng cho nhau nè, đúng không nè, nhân một dòng với một số khác không nè, cộng vào một dòng k lần dòng khác, dùng các phép biến đổi đó để đưa cái A này nè về ma trận đơn vị. Nhớ nha, mục tiêu cuối cùng của cái ma trận bên trái này là phải được biến đổi về cái ma trận đơn vị này đây. Bây giờ muốn vậy ta làm sao? Thì em thấy là muốn đưa về ma trận đơn vị thì ma trận đơn vị là một ma trận tam giác đặc biệt, cho nên trước hết tôi cần làm cho nó trở thành tam giác. Mà muốn làm ma trận tam giác thì có phải là tôi làm cho hai cái phần tử nằm ở dưới cái cột một này nè bằng không không? Em thấy nè, đây số 0, số 0 này, mục tiêu của cái ma trận này nè là đưa về ma trận này nè. Ở đây có hai số 0, tôi sẽ làm cho hai cái số này trở về hai số 0 bằng cách gì nè? Bằng cách là muốn số 2 này thành số 0, tôi dùng phép biến đổi sơ cấp là lấy cái dòng thứ hai trừ đi hai lần dòng thứ nhất, lúc đó số 2 này thành số 0. Tôi sẽ lấy dòng thứ ba, tôi trừ dòng thứ nhất thì 1 trừ 1 thành 0, lúc đó tôi được chỗ này là hai số 0. À, các em xem nha. Đây nè. Giữ nguyên dòng 1. Tôi lấy dòng 2, tôi trừ hai lần dòng 1. Lấy dòng 2 trừ hai lần dòng 1, lấy số 2 nè. Trừ 2 lần số 1 này, chỗ này là số 0. Lấy số 2 trừ 2 lần số 1 chỗ này là số 0. Lấy số 1 trừ 2 lần số 0, kết quả là số 1, đúng chưa? Khi biến đổi như vậy thì không phải là chỉ ma trận trước biến đổi mà ma trận sau cũng biến đổi theo. Lấy dòng 2 trừ 2 lần dòng 1, tức là 0 trừ 2 lần số 1, chỗ này là trừ 2 nè. Lấy 1 trừ 2 lần số 0, chỗ này là số 1.
và lấy 0 trừ 2 lần số 0 này, chỗ này là số 0. Tôi vừa làm mẫu cho em coi, lấy dòng 2 trừ 2 dòng 1. Thế bây giờ tương tự, hồi nãy mình nói là mình cần biến số 1 này thành số 0, mà muốn như vậy thì mình lấy dòng 3 trừ dòng 1. Đây, lấy dòng 3 trừ dòng 1. Em dễ dàng tính được khi lấy dòng 3 trừ dòng 1, kết quả cho như thế này đây. Kiểm chứng lại thử một số coi. Ví dụ đây, lấy số này trừ số 0, số 1 đấy. Như vậy thì cái mục tiêu là đưa ma trận A về ma trận đơn vị thì ít ra đến đây nè, xong bước thứ nhất này nè, ta cũng đã được hai số 0 ở cái cột 1 này, giống đây rồi. Bây giờ nhìn kỹ vào cái ma trận A này, cái ma trận A sau khi biến đổi này nè, thì em thấy nè, cái dòng thứ hai của nó khá đặc biệt, đó là 001. Có phải nó giống cái dòng thứ ba trong ma trận đơn vị Y này không? Vậy thì nếu mình đổi dòng thứ hai xuống dòng thứ ba và đổi chỗ dòng thứ ba lên dòng thứ hai, đổi như vậy đó là một phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Nãy mình nói rồi, đổi chỗ hai dòng cho nhau. Và khi đổi như vậy thì ma trận mới này nè, có ngay được một dòng giống ma trận đơn vị. Tốt quá đúng không? Tại vì mình dần dần đưa ma trận ban đầu, ma trận bên tay trái này nè, về ma trận đơn vị mà. Vậy bước tiếp theo. Đây là ma trận cũ của mình nè. Đây là ma trận cần phải biến đổi đến, cần phải biến đổi cái này nè về ma trận đơn vị này. Tôi làm sao? Tôi đổi chỗ dòng 2 cho dòng 3. Giữ nguyên dòng 1. Đem dòng thứ 3 lên dòng thứ 2. Có phải thành như thế này không? Đây 0 trừ 1 1. Đây 0 trừ 1 1 lên dòng 2, 0 trừ 1 1 nữa. Trừ 1 0 1 nữa, lên thế này nè, trừ 1 0 1. Và đưa toàn bộ dòng 2 này xuống thành dòng thứ 3. Đó, em thấy nó gần giống chưa? Bước tiếp theo để nhắm mục tiêu là từ đây nè đến được cái ma trận đơn vị này nè, tôi quyết định là cần phải làm cho cái số 1 này nè trở thành số 0. Vậy thì sao? Có phải là mình sẽ lấy dòng thứ hai trừ đi dòng thứ ba không? Xin nhắc lại là khi em biến đổi như thế này nè, em phải nhớ là cái cách làm mà đưa một cái ma trận bình thường về ma trận tam giác mà mình học ở trong những tiết trước á, thì ta hay làm cái động tác là gì ta nhớ không? Giữ nguyên dòng 1, lấy dòng 1 xử lý các dòng phía dưới, dòng 2, dòng 3. Xong rồi giữ nguyên dòng 2, xử lý dòng 3. Sau khi mình được như vậy rồi, mình quay ngược lên, giữ nguyên dòng 3. Dòng 3 tốt rồi, dòng 3 bây giờ tốt rồi, 0, 0, 1 tốt rồi. Lấy dòng 3 làm chuẩn, xử lý dòng 2, xử lý dòng 1. Làm từ trên xuống, xong rồi làm từ dưới lên. Vậy thì ở đây nè, để số 1 này thành số 0 cho nó giống ma trận đơn vị đó, thì ta lấy dòng 2, ta trừ đi dòng thứ 3. Số 1 này cần phải được biến đổi. Đây, nó đây. Tôi lấy dòng thứ 2 trừ dòng thứ 3. Em xem nha. Đây, 0 trừ 0, nó ra 0. Trừ 1 trừ 0. Chỗ này là trừ 1 này. Lấy 1 trừ 1 là số 0. Đây là cái số mình cần đây nè. Nhắm mục tiêu đây nè, là số 0 đó. Lấy trừ 1 trừ cho trừ 2. Chỗ này là số 1. Lấy số 0 trừ số 1, vị trí này là trừ 1. Lấy 1 trừ 0, vị trí này là số 1. Đó. Nhắc lại là ta cần phải biến đổi cái ma trận bên tay trái về ma trận đơn vị đây nè. Tôi viết sẵn ma trận đơn vị để mình thấy cái hướng mình cần biến đổi nó như thế nào đó. Đến đây rồi. Nhìn cái ma trận bên trái và ma trận đơn vị, tôi thấy rằng là nếu như cái số trừ 1 này nè, đổi dấu nó cho thành số 1 thì nó sẽ giống tiếp được cái dòng thứ hai trong ma trận đơn vị. Vậy thì ta làm sao các em? Có phải là ta nhân cái dòng thứ hai cho trừ 1 không? Tức là đổi dấu nó đó, đổi dấu tức là nhân dòng thứ hai cho trừ 1. Nhân một dòng với một số khác không là một phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Ta đang dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng mà. Này, số này. Đổi dấu dòng 2 thì sao? Số 0. Đây là số 1. Đây là số 0. Đổi dấu nha, đổi dấu bên đây nữa nè. Số trừ 1. Số 1. Số trừ 1. Vậy là mình đã biến đổi được ma trận A ban đầu về ma trận này sau một phép biến đổi sơ, vài phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Ta thấy là bây giờ nếu cái số 1 này nè trở thành số 0 luôn á, thì cái ma trận bên trái này đã đưa được về ma trận đơn vị. Vậy thì bây giờ muốn số 1 thành số 0 ta làm sao? Ta lấy dòng thứ nhất, ta trừ đi dòng thứ hai. Em thấy nè, hồi nãy mình giữ nguyên dòng 3 để xử lý các dòng phía trên.
Bây giờ nó giữ nguyên dòng thứ hai. Dòng thứ hai là tốt rồi, nó giống ở trận đơn vị rồi. Dùng nó để xử lý các dòng phía trên, làm từ trên xuống, làm ngược từ dưới lên. Bây giờ ta lấy dòng số 1, ta trừ đi dòng thứ hai. Lấy dòng 1 trừ dòng 2. Kết quả đây, 1 trừ 0, 1. Chỗ này là 1 trừ 1 ra 0, 0 trừ 0 chỗ này ra 0. Đây là 1 trừ cho trừ 1, kết quả chỗ này là số 2. Em lấy 0 em trừ đi 1. Chỗ này là số trừ 1. Em lấy 0 em trừ đi 1, cho trừ 1. Chỗ này là số 1. Vậy là mình đã đưa được ma trận bên trái về ma trận đơn vị. Thế theo định lý thì họ nói rằng nếu mà quá trình biến đổi sơ cấp trên dòng như vậy đó mà đưa được cái ma trận bên tay trái này là về ma trận đơn vị, thì cái ma trận phía sau lúc ban đầu nó là ma trận y, nó bị biến đổi theo về ma trận này nè, thì họ kết luận là ma trận bên tay phải này là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Vậy thì ta có kết luận rằng là A trừ 1 bằng đây 2 trừ 1 1 trừ 1 1 trừ 1 trừ 2 1 0 là định thức này, là cái ma trận này đây. Đó là cách thứ nhất. Có cách thứ hai để tìm ma trận nghịch đảo là dùng công thức. Định lý nó như thế này đây. Nếu như ma trận A là một cái ma trận vuông cấp n mà nó khả nghịch, thì lúc đó ma trận nghịch đảo của nó là ma trận A mũ trừ 1 được tính bằng công thức là 1 trên định thức của A nhân với cái ma trận vuông này lấy chuyển vị. Vậy thì đặt câu hỏi là bây giờ muốn tính A trừ 1 qua A thì đầu tiên là tính định thức của A, thì biết rồi, cho A thì đương nhiên tính định thức của A rồi. Còn các cái A11, A12, các cái phần tử A1n trong cái ma trận này nè, nó là các số nào, được tính như thế nào từ cái ma trận A này? Thì người ta nói rằng là A11 á thì được tính bằng cách là lấy trừ 1 lũy thừa 1 cộng 1 nhân D11. 1 cộng 1 là tổng của hai cái chỉ số của cái A lớn này đây. Nhưng với D11 thì D11 là cái định thức được suy ra từ cái ma trận A này bằng cách là em bỏ đi dòng 1 cột 1, em tính cái định thức của phần còn lại đó, đó là D11. Hay lấy ví dụ như là A21 thì tính làm sao? Thì A21 là trừ 1 lũy thừa 2 cộng 1 tổng của hai cái chỉ số nhân với D21. Thì D21 là định thức có được bằng cách là bỏ đi dòng thứ hai và cột thứ nhất. Cứ thế. Một cách tổng quát là AIJ thì nó bằng gì nè? Trừ 1 mũ y cộng j DIJ. Trong đó DIJ là cái định thức mà ta bỏ đi dòng y và cột j trong cái ma trận ban đầu. Ta lấy một cái ví dụ cho ma trận A như trên bảng đó, tính A trừ 1. Thế bây giờ muốn tính A trừ 1 thì theo công thức A trừ 1 nó bằng gì nè? 1 trên định thức của A nhân với một cái ma trận vuông có dạng là A11, A12, A21, A22 mà lấy chuyển vị của nó. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn tính A trừ 1, chúng ta phải làm những bước như thế nào nè? Thứ nhất, chúng ta phải tính định thức của A. Thứ hai, phải tính cho được bốn cái phần tử A lớn 1, 1, A lớn 1, 2, A lớn 2, 1, A lớn 2, 2 thì hình thành nên một cái ma trận. Sau đó ta chuyển vị nó. Rồi, ta lấy cái đó ta nhân với 1 trên định thức của A phía trước thì nó ra A mũ trừ 1. Các em xem nha. Trước hết ta tính định thức của A. Thì định thức của A dễ thấy quá. Đây là định thức cấp 2. Nhân xuống là cốt bình phương tích của hai phần tử trên đường chéo chính đó trừ đi tích của hai phần tử trên đường chéo phụ, tức là trừ cho trừ sin bình thành cộng sin bình. Như vậy định thức của A bằng 1. Đây là một cái hệ thức rất là cơ bản trong lượng giác, cốt bình phương x cộng sin bình phương x là 1. Xong bước thứ nhất. Bước thứ hai, ta đi tính các cái phần tử A11, A12, A21, A22. Trước hết tính A11 này. Trong công thức vừa rồi A11 là gì nè? Nó là trừ 1 mũ 1 cộng 1 là tổng hai cái chỉ số của A11 đó nhân với D11.
Thì ở đây em có nè, D11 là định thức mà bỏ đi dòng 1 cột 1. Đây, bỏ dòng 1 cột 1. Mà bỏ dòng 1 cột 1 có phải là còn lại code X không? Như vậy chỗ này nè, mình có code X nè. Trước này trừ 1 mũ 2 là 1. Vậy thì 1 nhân code X, ta tính được A11 là code X. Ta tính tiếp theo là A21. Cũng công thức cho ta A21 là trừ 1 mũ 2 cộng 1 nhân với D21. Rồi, trừ 1 mũ 2 cộng 1 là trừ 1 mũ 3, tức là trừ 1 rồi nha. D21 là định thức mà bỏ đi dòng 2 cột 1. Bỏ dòng 2, bỏ cột 1. D21 là trừ sin x. Hồi nãy trước này là trừ 1, vậy ta có sin x. Tiếp theo A12 thì nó là trừ 1 mũ 1 cộng 2, tổng hai chỉ số nhân D12. Trừ 1 mũ 1 cộng 2 là trừ 1 mũ 3 là trừ 1. Còn D12 là định thức mà ta bỏ đi dòng 1 cột 2. Đây, bỏ dòng thứ nhất, bỏ cột thứ hai là sin x phải không em? Mà trước này là trừ 1 nè, cho nên chỗ này ta có kết quả là trừ sin x. Ta tính thêm cái phần tử cuối cùng là A22. A22 là trừ 1 mũ tổng hai chỉ số là 2 cộng 2, D22. Trừ 1 mũ 4, trước này là số 1. D22 là bỏ dòng thứ hai và cột thứ hai. Bỏ dòng thứ hai, bỏ cột thứ hai. Phải ra code X không? Ra code X. Trước là 1, 1 nhân code X là code X. Như vậy là ta vừa tính đầy đủ nè, định thức của A nè, các cái phần tử A11, A12, A21, A22 bây giờ ráp vào trong công thức của chúng ta. Đây. Đây là những điều chúng ta vừa tính xong nè. Ráp vào công thức nè. Đây là công thức của mình nè. Thế em ráp vào thì có phải nó ra như thế này không? Đây này. Vị trí A11 là cos x nè. Rồi. Vị trí A12 là trừ sin x nè. A21 là sin x và đây là cos x. Nhưng mà lấy chuyển vị của nó nữa thì a trừ 1 nó bằng gì lấy chuyển vị. Dòng 1 thành cột 1, cos x trừ sin x. Đổi dòng 2 thành cột 2, tức là sin x cos x. Ta vừa tìm xong a mũ trừ 1, tức là ta vừa tìm được cái ma trận nghít đảo của ma trận A bằng công thức. Như vậy là vừa rồi tôi trình bày với các em hai cách để tìm một cái ma trận nghít đảo của ma trận A lúc mà ma trận A này nó khả nghịch. Cách thứ nhất là dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Mình sẽ ghép ma trận A chung với ma trận Y, và bằng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng một cách hết sức khéo léo, em đưa ma trận A về ma trận Y thì quá trình biến đổi đó cũng sẽ đưa cái ma trận Y bên tay phải về ma trận mà người ta xác định đó là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Cách thứ hai là ta vừa dùng công thức, tính định thức của A, xong rồi tính các cái phần tử trong cái ma trận phù hợp với lại ma trận A để chuyển vị của nó thì ta được ma trận nghịch đảo. Bây giờ ta xét một ví dụ như sau. Cho A là ma trận vuông cấp 3 này. Câu hỏi đặt ra là tìm phần tử x ở dòng 2 cột 1 của ma trận nghịch đảo. Và câu thứ hai là tính tổng các phần tử của ma trận nghịch đảo của ma trận A. Bây giờ với hai câu hỏi như thế này, ta xem thử rằng là ta nên dùng cách nào trong hai cách vừa rồi. Nên dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng để giải quyết câu 1 hay là nên dùng công thức để giải quyết câu 1? Câu 2 cũng vậy, cách nào là tối ưu? Em xem nè. Trong câu thứ nhất, người ta hỏi cái gì nè? Người ta hỏi tìm cho họ cái phần tử x ở dòng 2 và cột 1 của ma trận nghịch đảo. Như vậy là họ chỉ hỏi có một phần tử trong A mũ trừ 1 mà thôi. Vậy thì nếu như ta dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng, thì muốn tìm cho ra cái phần tử nằm ở dòng 2 cột 1 thì em phải biến đổi liên tục, biến đổi cho đến cuối cùng khi nào mà ra được cái A mũ trừ 1 thì em mới biết được là cái phần tử x nằm ở dòng 2 cột 1 là số mấy. Mà nếu như vậy thì quả là nó rất là dài. Trong khi đó, nếu ta dùng công thức thì ta muốn tính phần tử nào, ta chỉ việc chỉ tìm cái phần tử đó mà thôi thì công việc nó đơn giản hơn. Vậy thì trong câu 1 tôi quyết định chọn cách tính x
là dùng công thức. Tôi ghi công thức đây. A mũ trừ 1 là 1 trên định thức A nhân với cái ma trận này. Vậy thì muốn tìm phần tử x, tôi phải làm hai chuyện. Thứ nhất là tính định thức của A. Đây, x là 1 trên định thức của A. Phải tính định thức của A. Và nhân với gì nè? Nhân với gì? Thì khi mình nhân cái này vào trong cái ma trận này đó, thì nhân nó với tất cả các phần tử của ma trận. Vậy thì cái phần tử x này nè, nó ở dòng hai cột 1 thì lấy cái số 1 trên định thức A này nè, nhân với số nào trong cái ma trận này? Có phải là A21 không? Thì câu trả lời là không phải A21. Tại sao? Tại sao mà ở đây nè, nó là nằm ở cái phần tử nằm ở cái dòng thứ hai cột thứ nhất, mà tại sao mình không chọn A lớn 21? Là tại vì sau khi mình tìm xong ma trận này, mình còn tìm chuyển vị của nó nữa mà. Mà khi chuyển vị như vậy thì cái phần tử đó không phải là A21 mà phải là gì? Là A12. Như vậy thì x lớn của mình nó là 1 trên định thức của A nhân với A12. Chỗ này là cái chỗ mà các em thường hay sai đây. Tính nhầm lẫn cái chỗ này là thay vì A12 mình tính A lớn 21, kết quả nó khác rồi. Đây, x lớn cần phải tính là 1 trên định thức A nhân A12. Rồi. Ta đi tính định thức của A. Thì định thức của A, ta học rất kỹ phần tính định thức rồi. Ở đây tính định thức của A bằng cách nào? Thế hiển nhiên là em có thể tính định thức của A này bằng Sarius được. Em khai triển theo cột 1 cũng được, tại vì cột 1 nó có hai số 0. Khai triển cũng không quá khó khăn. Ở đây giờ tôi chọn một cách tính khác nhằm ôn luôn tính chất cho em luôn đó. Tôi đổi dòng thứ hai với lại dòng thứ ba. Đổi vị trí dòng 2 và dòng 3, đem dòng 2 xuống thành dòng 3 và đem dòng 3 lên thành dòng 2. Và các em nhớ tính chất là khi ta đổi chỗ hai dòng thì định thức đổi dấu. Đó là lý do có dấu trừ cái chỗ này nè. Rồi. Mà đổi như vậy thì em biết được cái gì không? Đây là định thức của ma trận tam giác trên. Mà trong tính chất mình học là định thức của ma trận tam giác trên thì bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính. Như vậy là định thức của A bằng trừ nè, lấy 1 nhân 1 nhân 1. Vậy là A lớn, định thức của A bằng trừ 1. Ta tính xong định thức của A, xong bước thứ nhất. Bây giờ đến A lớn 1, 2. A lớn 1, 2 theo công thức nó là gì? Ta nhớ lại xem. Nó là trừ 1 lũy thừa 1 cộng 2 là tổng hai cái chỉ số của A lớn 1, 2 nè, nhân với D1, 2. Trong đó D1, 2 là cái định thức, nó là cái định thức bỏ đi dòng 1 và cột 2, bỏ đi dòng 1 và cột 2 trong cái định thức A này, bỏ dòng 1 cột 2. Vậy thì D12 nó còn là cái định thức này 0102. Mà còn 0102 thì cái định thức này nó có một cột bằng 0, cho nên kết quả là số 0 này. Trừ 1 mũ 3 là trừ 1. D12 là số 0. Như vậy ta có kết quả là A12 bằng 0. Thế vào đây thì x bằng 0. Vậy là ta vừa dùng công thức để tính cái phần tử x nằm ở dòng 2 cột 1 trong cái ma trận nghịch đảo A-1. Và thấy rõ ràng là việc tính như vậy nó đơn giản. Chứ nếu như ta dùng phép biến đổi sơ cấp mà biến đổi một hồi đến tận cùng cái A-1 là bao nhiêu mới kết luận được x, thì bài toán nó rất là dông dài. Trong khi đó, câu thứ hai là tính tổng các phần tử của A-1. Thì khi họ yêu cầu mình tính tổng các phần tử của ma trận nghịch đảo A-1, như vậy rõ ràng là mình phải tìm tất cả các cái phần tử của A mũ trừ 1. Vậy thì lúc này buộc lòng là phải tính đến tận cùng để biết được là A mũ trừ 1 nó có dạng như thế nào. Thì lúc này dùng cách 1, cách 2 gì cũng được. Thì tùy theo cái tình trạng của ma trận A nó như thế nào thì ta chọn cách 1 hoặc cách 2 cho nó khéo léo. Chọn sao cho tính cho nhanh. Ở đây tôi chọn cách là dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Tôi nhập cái A với lại cái Y. Đây. Lý do vì sao mà tôi chọn phép biến đổi sơ cấp trên dòng? Bởi vì tôi thấy được là trong cái ma trận A này, em thấy không? Cái dòng thứ hai của nó là 001, nó giống như là dòng thứ ba trong ma trận đơn vị rồi. Vậy chỉ việc đổi chỗ dòng 2 với dòng 3 không thôi á, là cũng đủ để cho có một cái dòng trong ma trận trước giống như là cái dòng thứ ba trong ma trận đơn vị. Vậy tôi đổi chỗ dòng thứ hai với dòng thứ ba.
Dòng thứ nhất mình để nguyên, mình đổi chỗ dòng 2 với dòng 3, đem cái dòng thứ hai này xuống thành dòng thứ ba, đem dòng thứ ba lên thành dòng 2, được chưa? Bây giờ muốn đưa cái ma trận bên tay trái này về ma trận đơn vị mục tiêu đây nè, thì có phải là mình cần hai con số 2 này trở thành hai con số 0 không? Mà muốn như vậy mình làm sao? Thì em thấy nha, trong ba dòng của ma trận trước á, có cái dòng số 3 là chuẩn rồi, nó là dòng thứ ba trong ma trận đơn vị rồi, rất tốt rồi, cho nên mình sẽ lấy nó làm chuẩn để xử lý hai dòng phía trên. Mà lấy nó để xử lý hai dòng phía trên sao cho hai con số 2 này nè trở thành hai con số 0 trong cái ma trận đơn vị đó, thì phải chăng là ta lấy dòng thứ hai trừ đi hai lần dòng thứ ba, và lấy dòng thứ nhất cũng trừ đi hai lần dòng thứ ba không? Các em xem, đây là cái ma trận cuối cùng vừa rồi. Ta sẽ lấy dòng 2 trừ 2 dòng 3, lấy dòng 1 trừ 2 dòng 3 như vừa rồi mới lập luận đó. Khi trừ như vậy ta được kết quả như sau. Đây là giữ nguyên dòng thứ ba này, lấy nó làm chuẩn này. Khi em lấy dòng 2 em trừ đi 2 lần dòng thứ ba thì em được kết quả như sau. Lấy 0 trừ 2 lần số 0 này ta được số 0. Lấy số 1 này trừ 2 lần số 0 này, 1 trừ 2 lần 0 thì vẫn là 1 này. Lấy số 2 này trừ 2 lần số 1, chỗ này là số 0. Tương tự như vậy, lấy số 0 này trừ 2 lần số 0, chỗ này là số 0. 0 trừ 2 lần 1, chỗ này là trừ 2. Và cuối cùng là 1 trừ 2 lần 0, ta được 1. Lấy dòng 1 trừ 2 dòng 3, trừ 2 dòng 3 là tương tự như vậy, ta được kết quả như sau. Thế thì sau khi biến đổi sơ cấp như vậy, ta được cái ma trận bên tay trái nó gần giống như ma trận đơn vị rồi. Bây giờ muốn trở thành ma trận đơn vị, phải chăng là làm cho cái trừ 1 này nè trở thành số 0 hay không? Thì muốn như vậy ta chỉ việc lấy dòng 2 làm chuẩn, hồi nãy lấy dòng 3 làm chuẩn rồi, vì lấy dòng 2 làm chuẩn để xử lý dòng 1 bằng cách là lấy dòng 1 cộng vào dòng 2. Đây, ta lấy dòng 1 cộng dòng 2, giữ nguyên hai dòng dưới. Khi cộng như vậy chỗ này là 1 cộng 0 là 1 này, trừ 1 cộng 0, trừ 1 cộng 1 ta được số 0. Chỗ này 0 cộng 0 là 0. Bên đây em làm tương tự, ta có kết quả là 1 trừ 4, 1. Vậy là ta đã dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng, đưa ma trận trước về trận đơn vị. Vậy thì cái ma trận phía sau này là ma trận A trừ 1. Ta kết luận A trừ 1 là ma trận này. Em thân mến, như vậy là hôm nay chúng ta đã nghiên cứu một khái niệm mới, đó là ma trận nghịch đảo và cái cách tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A khi mà A khả nghịch. Nó có hai cách. Cách thứ nhất là dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng. Cách thứ hai là dùng công thức. Và qua ví dụ vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là tùy tình huống, tùy cái ma trận A nó như thế nào đó và tùy cái câu hỏi đặt ra, mình hãy xử lý thích hợp bằng cách 1 hoặc cách 2. Tôi hy vọng rằng qua buổi học hôm nay các em nắm được cái kỹ năng tìm ma trận nghịch đảo của một cái ma trận Bohm. Hẹn gặp các em trong buổi học kỳ sau. Thân mến, chào các em.